Anh Thắng ơi, hôm nay em đi chụp thể thao mà máy đấy nét chậm lắm, quá nao nét không? Quá nao nét không? Chụp thể thao à? Máy nét chậm, đang dùng máy gì đấy? 800D anh ạ. Máy 800D mà lấy nét chậm à? Không biết được, hay là máy hỏng? Chắc là em không biết cài đặt những chế độ dành riêng cho chụp chuyển động nhanh rồi. Để mình hướng dẫn em và các bạn nhé. Vâng, để bắt đầu để có thể cài đặt một cái thông số trên máy ảnh Canon làm sao để cho nó lấy nét nhanh nhất có thể thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho bạn. Mà mẫu hướng dẫn ở đây là mẫu Canon 800D nhé. Ok, để bắt đầu thì chúng ta sẽ bấm bật máy lên đã. Sau đó chúng ta xoay về chế độ TV hoặc M. Tại sao lại xoay về chế độ TV hoặc M? Bởi vì chụp chuyển động nhanh chúng ta cần một cái tốc độ màn chập nó nhanh hơn một chút. Thì cái thứ nhất, nếu mà dùng chế độ TV thì các bạn sẽ không phải lo về ánh sáng, bởi vì bạn chỉ cần chỉnh đây. Đấy, các bạn chỉ cần chỉnh tốc độ thôi, còn đâu máy sẽ chỉnh những cái thông số còn lại cho đủ sáng. Còn chế độ M thì các bạn sẽ điều chỉnh can thiệp được vào toàn bộ các thông số thì mình không nói rồi. Thì với những người không chuyên thì mình khuyên nên dùng chế độ TV nhé. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh ở chế độ lấy nét. Các bạn bấm nút Q này. Đó. Thì nó sẽ là ở cái này này. Nếu các bạn bình thường thì nó sẽ là one shot đúng không? One shot có là dùng để chụp cho những cái đối tượng mà nó đứng yên hoặc nó chuyển động rất là chậm. Tiếp theo là AI Focus. Thì cái này nó sẽ chuyển từ chế độ chụp one shot sang chế độ chụp A-Several tùy theo trường hợp. Cái này thì mình khuyên là không nên dùng cái AI Focus này, bởi vì cái AI Focus này mình thấy nó cũng không thông minh cho lắm. Cuối cùng là cái A-Several này sẽ dành cho những đối tượng chụp chuyển động nhanh. Thì ở trường hợp này thì chúng ta để bật A-Several nhá. Đó. Và nó sẽ khác nhau như nào? Đó, bên mình sẽ ví dụ luôn nhá. Mình sẽ bật Live View lên cho mọi người dễ nhìn thấy này. Đây là khi mình bật chế độ A-Several. Và mẫu chụp mình ở đây là một em mô hình xinh tươi. Đó, mình sẽ lấy nét. Đó, các bạn thấy cái điểm lấy nét nó chạy không? Đó, cái điểm lấy nét nó cứ liên tục chạy này. Nó sẽ chạy bám theo vật thể khi mình vẫn đang giữ nút chụp. Giữ nút lấy nét ấy, giữ nút nửa nút lấy nét. Đó, nó sẽ liên tục bám vật thể. Còn khi mình sử dụng chế độ one shot thì làm sao? Đó, one shot này. Đấy, đây mình di chuyển. Thì điểm lấy nét nó vẫn ở đấy, mình phải lấy nét lại một lần nữa. Đó, nó rất là bất tiện. Đó. Này, để sang chỗ khác không bám theo này. Mình lại phải lấy nét lần nữa này. Đó là lý do tại sao các bạn nên chuyển về AI Server. Tiếp theo. Đó. Mình cứ để tốc tầm 200 đi cho dễ. Để dấu tù. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh điểm lấy nét. Điểm lấy nét thì nó sẽ áp dụng với khi các bạn dùng chụp bằng mắt ngắm nhé. Thì mình khuyên khi các bạn chụp bằng mắt ngắm thì các bạn nên để điểm lấy nét, một là để cái toàn khung này, auto search này. Hai là các bạn để cái lag zone AF này thì nó sẽ tập trung ở giữa này. Cùng là các bạn sẽ để zone AF này. Thì những cái chế độ này thì nó rất là hữu hiệu dành cho cái việc chụp thể thao. Bởi vì cái thứ nhất là khung lấy nét nó trải dài rộng. Thứ hai là cái nó sẽ có nhiều điểm lấy nét bắt nét theo. Còn cái để một điểm ấy thì dành cho những việc mà chụp chi tiết thôi. Còn đối với những bạn mà hay dùng màn hình đó, thì chúng ta không cần phải điều chỉnh cái đấy, bởi vì chụp bằng Live View nó sẽ không có những cái chế độ như kiểu chụp bằng mắt ngắm kia. Nó sẽ chạy tự nhiên như mình vừa show ấy. Và đương nhiên khi các bạn chụp bằng cái mắt ngắm này thì cái điểm nó cũng sẽ chạy như khi các bạn như vừa nhìn thấy trên Live View ấy, khi các bạn để AI Server như mình vừa bảo ở đầu video. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh một cái thông số rất là quan trọng, đó chính là chế độ chụp. Đó. Chế độ chụp thì các bạn bấm vào cái nút này, đó. Thì bình thường các bạn sẽ chụp một tấm như này đúng không? Đó, và khi chụp chuyển động nhanh thì chúng ta phải liên tục bấm cò, đó. Rất là mệt mỏi thực sự, và nó sẽ mất rất nhiều khoảnh khắc. Thì có một cách là các bạn sẽ chuyển chế độ chụp về Dry Mode này, các bạn bấm vào đây. Đó, nó ở phòng thứ 3 ấy. Các bạn bấm vào Dry Mode và bấm High Speed này. Đó, để cái Low Speed Continuous cũng được nhá, nhưng mà mình thấy nó không hiệu quả lắm thì cứ để High đi, nó tốn thêm một tí dung lượng thôi, không sao. Và đấy, nó sẽ các bạn chỉ cần giữ nút, nó sẽ chụp liên tục với bạn. Một tay mình bấm giữ nút chụp này. Ok nhá, mình sẽ di chuyển. Đó. Đấy, như các bạn thấy máy sẽ bắt nét được gần như là hết. Đó, như các bạn thấy máy sẽ bắt nét được gần như hết. Đó.
và mình sẽ không phải mất công mất thời gian để có thể lấy nét lại rồi chỉnh các chế độ nét rất là nhằng phức tạp đó. Tóm gọn lại thì các bạn cần chỉnh ba thứ sau. Đầu tiên là tốc độ màn chập, thì nên để tốc độ màn chập cao một chút. Với những vật chuyển động nhanh thì từ 100 trở lên, những vật chuyển động cực kỳ nhanh thì nên để 200-300 trở lên. Mình sẽ để cái bảng hướng dẫn ở đây nhé, về tốc độ màn chập dành cho từng trường hợp. Cái thứ hai, các bạn cần chỉnh chế độ lấy nét. Cái thứ ba thì các bạn cần chỉnh điểm lấy nét. Cái thứ tư là các bạn cần chỉnh chế độ chụp về chụp một tấm một thành chế độ chụp liên tiếp tốc độ cao. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy để lại một like, một subscribe dành cho bên mình có thêm nhiều động lực làm thêm tiếp series hướng dẫn sử dụng máy ảnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.